Vợ em hồi đấy là bán hàng online, em có nhắn tin trả lời lại là anh không có cái gì mua cho em đâu, em đừng có dụ dỗ anh. Thật ra là em thích anh từ lâu lắm rồi. Thì anh nhắn tin lại, anh cũng chờ câu nói của em từ lâu lắm rồi. Làm người yêu anh nhé, thế em đồng ý thôi. Giãn lặng quá. Em chạy sang em gọi bên nhà đó, em bảo với mẹ vợ em là con sang đây hỏi bố mẹ xem là vợ con có muốn cưới nữa không. Em biết, bố vợ nghe thấy thế mới tách cổ vợ em xuống. Hỏi xong là cuối cùng là vợ em khóc lóc vì rằng bảo em vô tâm rồi, bảo rồi vợ em lên phòng. Thế là mẹ vợ em đuổi em lên phòng dỗ, em đóng cửa dỗ luôn, em đóng cửa dỗ luôn. Thế là xong thôi. Đóng cửa dỗ luôn. À, vợ em được cái đặc tính là say sen mà vẫn cố gắng lên để tiễn em. Và mỗi lần như thế thì lúc nhìn vợ em thương lắm, cứ thấy lủi thủi một mình đi về. Em xin chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân, các cán bộ chiến sĩ đang xem và cùng toàn thể các khán giả xem chương trình. Em tên là Trần Thanh Tùng, 28 tuổi, đến từ Nam Định. Hiện nay đang công tác tại tiểu đoàn 14, sư đoàn bộ binh 5. Tùng là công tác bên là... Em công tác bên pháo binh. Pháo binh. Thế còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân, các cán bộ chiến sĩ trong trường quay và toàn bộ quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phùng Thị Minh Phương, 24 tuổi, em đến từ Nam Định. Hiện tại thì là em đang làm nhân viên bán hàng thôi ạ. Hai bạn có phải là quen nhau từ Nam Định không? Thưa anh chị thì em và vợ em cũng quen nhau từ Nam Định. Thôi bây giờ thôi kể đi cho anh biết đi. Cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau nè, ấn tượng về nhau ra sao? Nói thật anh chị là hồi đấy em cũng đang đi diễn tập năm cuối, đang ngồi trên đồi không có ai nói chuyện thì tự dưng vợ em hồi đấy lại nhắn tin đến thả em một cái like. Em cũng không biết là tại sao lại tự dưng có người lạ nhắn tin cho em. Thế là em bảo em xem. Vậy là cô này chủ động. Vợ em hồi đấy là bán hàng online, em có nhắn tin trả lời lại là anh không có cái gì mua cho em đâu, em đừng có dụ dỗ anh. Thà dễ sợ luôn. Thế là vợ em mới cứ hỏi chấm anh nói gì vậy. Tự nhiên là vì hồi đó em đang bán hàng online, tự nhiên lại có một người nhắn tin đến là anh không có gì để mua cho em đâu. Ủa sao tự nhiên cái ông này ông nhắn kỳ vậy ta. Cuối cùng là mình vỡ ra là em nhắn tin cho anh ấy trước. Em không biết là em nhắn tin cho anh em trước. Không biết là em nhắn tin cho anh ấy trước luôn. Tại vì là sao vậy? Hồi đó là em đang bán hàng online thì em bị mất Facebook ấy ạ. Thì hồi đấy là nhờ mọi người là kết lại bạn lại với em tại vì mất Facebook. Thế xong rồi là có đề xuất kết bạn với anh Tùng. Thế em mới vào em xem thì thấy anh này nhìn cũng được, với cả là mặc quân phục thì em cũng thích. Em cũng mong có kết bạn nhưng mà không biết là không nhắn tin cho anh từ lúc nào. Nhưng mà cái đó là cách đây mấy năm rồi, chắc 5-6 năm, từ tháng 2017 đến giờ. Là lúc đó ghê. Là lúc đó là bé ấy chỉ là mới 18 tuổi thôi. Đúng đó. Đúng rồi. Nhưng mà Tùng thì sao? Em thì là đấy xem cũng vào em xem thì thấy vợ em để quả ảnh avatar thì chống cằm ngồi trên thuyền mà lúc đồng tiền nhìn rõ xinh. Em thì cứ cô đơn bao nhiêu năm nay, tức là có ai nhắn tin đến thì phải chấp thời cơ luôn anh. Thế là phải làm quen liền. Hồi đấy cũng phải mò lên hỏi là cách làm quen gái ú như nào. Em ăn cơm chưa, em các kiểu này kia. Là em hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tức là sau khi mà cái tin nhắn của bạn này tình cờ đến em là em chủ động. Dạ. Cưa lại. Dạ vâng, em chủ động làm quen lại. Thế xinh quá mà. Chủ động làm quen. Thế quả avatar ngồi chống cằm trên thuyền xinh quá, bây giờ chịu đâu nổi. Trời. Đúng không? Cô đơn bao nhiêu năm nữa? Nhắn tin qua lại bao lâu thì mới gặp nhau ngoài? Bọn em cũng trao đổi nhắn tin trong vòng 2-3 tháng. Đợt đấy em cũng đi thực tập thì cũng được về nhà, cũng hẹn vợ em lần đầu tiên. Lần đầu tiên nhìn cô ấy ở ngoài đời thì sao nào? Thì lúc đấy em nhìn thấy vợ em thì cũng học sinh, thân hình cũng nhỏ nhắn, mặt thì được cái ấn tượng là mặt cũng mũm mĩm, rất là dễ thương. Thế còn Phương hơi khác xa so với ảnh. Hôm đó là chồng em thì thấy mặc áo phông này, xong một cái quần chạy theo để ra cái xe của em ấy. Hai cái đùi ông dính rồi. Tại vừa đi vừa dính cái đùi mà nghĩ trong đầu à, sao cái ông này dẻo thế, không thấy men giống ở trên ảnh. Có nghe nhìn bé tẹo hả? Dẻo hai chân nó quýnh vào nhau. Em có nghi không? Lúc đó thì em cũng hơi nghi là có hơi tím nha. Tím. Nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc thì em thấy là anh cũng khá không hề tím, không tím chỗ nào. Tím. Và rất xanh. Xanh mơn mởn. Sau bao nhiêu lâu thì hai bạn chính thức tỏ tình với nhau? Sau khoảng 4-5 tháng gì đấy thì bọn em chính thức yêu nhau thì em là người tỏ tình. Tại vì là khoảng thời gian làm quen là em đã thích anh ấy rồi. Và đến hôm đấy thì em đang đi tập ở phòng gym á, thế bạn em mới khích bảo là sao không nhắn tin tỏ tình đi. Mãi lúc sau em mới nghĩ thôi thì nhắn tin cho anh ấy. Em nhắn là thật ra là em thích anh từ lâu lắm rồi. Thì anh nhắn tin lại, anh cũng chờ câu nói của em từ lâu lắm rồi. Làm người yêu anh nhé, thế em đồng ý thôi. Giãn lặng quá. Tại sao Tùng lại để cho người ta tỏ tình với mình mà mình không phải là người chủ động? Theo quan điểm của em hồi đấy thì công việc của bộ đội bọn em là cũng xa nhà, cũng cần một người mà thấu hiểu và chia sẻ, thông cảm với mình được. Thì em nghĩ là tình yêu bền chặt nhất phải xuất phát từ người con gái. Mặc dù em cũng có thích nhưng mà em cũng không dám nói, chỉ chờ vợ em nói trước thì em
Nếu như Phương không nhắn trước thì sao? Không nhắn trước thì em nói. Tức là cũng thích rồi. Dạ. Chỉ đợi một lời nói đầu tiên thôi. Sau đó thì sao? Sau đó thì em có nhận được công tác vào trong quân khu 7 công tác. Và em thì mới thi lên đại học trên Hà Nội. Thế là chúng em bắt đầu yêu xa từ xa lắm nữa nha. Yêu xa bao nhiêu năm? Chắc cũng phải 4-5 năm. 4-5 năm. Bọn em cũng mới cưới. Yêu xa cho tới lúc cưới luôn ạ. Yêu xa như thế thì giữa hai người có bao giờ xảy ra những chuyện ghen tuông hiểu lầm gì không? Anh nghĩ là có đó, tại vì cô bé này cũng mới lớn mà. Đúng rồi, còn anh này cũng đẹp trai đúng nữa. Đúng rồi. Anh này lại vào ở trong Nam nữa. Cũng có nhiều lần nha. Nhiều lần luôn. Thôi để Tùng kể đi. Cái lần mà cô ấy ghen mà giận hơn mình đó mà không bao giờ quên được, đó là lần nào? Chắc có lẽ là cái lần bọn em về chuẩn bị chụp ảnh cưới. Em cũng nói chuyện vu vơ với lại một cái bạn nữ khác. Nói chuyện thôi chứ không có ý gì cả. Mà vợ em cũng biết Facebook của em. Vợ em vào Zalo của em và em nhìn thấy. Và em cũng bảo là anh cũng không có ý gì ấy. Vợ em vẫn lên cơn ghen, bùng vằng không cho chụp ảnh cưới này kia. Ôi, nhưng mà sao mà để mà xoa dịu được cái cơn ghen, cơn giận hờn của mình để mà chấp nhận chụp ảnh cưới. Anh cũng có xin lỗi, có tặng hoa, nhưng mà cũng phải vài ngày sau thì em mới nguôi ngoài. Nhưng mà cái ngày chụp ảnh cưới đó là Tùng đã cầu hôn em chưa? Chồng em không cầu hôn em. Lại một khuôn mặt giận hờn hiện lên. Không cầu hôn ở đây là không cầu hôn bằng nhẫn và hoa. Chị hiểu, con gái mình là mơ ước có một người sẽ quỳ xuống đúng không? Được chứng nhận ra và nói là em có đồng ý làm vợ anh không? Đó, vậy mới cầu hôn. Nước mắt coi như là ràn rụa. Mà nói những lời yêu thương và hôn nhau. Đôi lắm ạ. Nhưng mà không có. Hôm đấy là chồng em để em đi ở quanh hồ gần nhà em chơi á, cũng nói là anh thì bộ đội hơi khô khan rồi, anh cũng không biết phải bày tỏ tình cảm với em như thế nào. Xong nói một thôi một hồi rồi thì nói là thì em có đồng ý làm vợ anh không? Vậy là cũng có cầu hôn mà, chỉ là không có nhận thôi. Chỉ là cầu hôn không có nhận vào hoa thôi. Cũng quỳ thôi anh chị. Đúng rồi. Em về cũng gấp để kịp ăn hỏi. Thế là xong là em cũng nói như thế. Thế vợ em dỗi bảo em vô tâm. Xong vùng vàng em nhắn tin không trả lời. Sắp đến ngày cưới mà không thấy cô dâu trả lời chú rể thì em sốt ruột. Em chạy sang em gọi bên nhà đó. Em bảo với mẹ vợ em, con sang đây hỏi bố mẹ xem là vợ con có muốn cưới nữa không. Em biết bố vợ nghe thấy thế mới tách cổ vợ em xuống. Hỏi xong là cuối cùng là vợ em khóc lóc vì rằng bảo em vô tâm rồi, bảo rồi vợ em lên phòng. Thế là mẹ vợ em đuổi em lên phòng dỗ. Em đóng cửa dỗ luôn. Thế là xong thôi. Đóng cửa dỗ luôn. Dỗ cả đêm luôn. Đã. Xong đêm đó rồi là bắt đầu là huề, bắt đầu đám cưới. Sau đó thì hai vợ chồng cùng vào đây. Chị và em nói với em là có gì cho vợ ở với nhà chồng một năm, sang năm đón vào. Thì em cũng để vợ em ở ngoài đây một năm. Thì em vừa mới đón vợ em vào đây cách đây khoảng hơn tháng thôi. Vậy là đôi này lại yêu xa là nhiều nha. Vợ chồng son thì bao giờ trong cái năm đầu là rất cần ở gần, ở cạnh nhau. Đúng, sau khi cưới chồng sao? Lúc chồng em đi thì nói chung em cũng buồn với cả là hụt hẫng. Nhưng mà khi mà ở cùng với gia đình nhà chồng ấy, thì bố mẹ chồng yêu thương em. Trong suốt một năm xa chồng như vậy, vợ có tủi thân, vợ có khóc không? Vợ có buồn nhiều lắm không? Em nghĩ là như vợ em là một người hay nghĩ, thì chắc vợ em cũng sẽ rất là dễ tủi thân. Mỗi lần như vậy thì nhắn tin dỗ dành. Mỗi lần em vào trong đây là vợ em hay tiễn em ra sân bay lắm. Mà vợ em được cái đặc tính là say xe mà vẫn cố gắng lên để tiễn em. Mà mỗi lần như thế thì lúc nhìn vợ em thương lắm. Cứ thấy lủi thủi một mình đi về. Thấy vợ quay đi lủi thủi đi về, cái cảm giác nó thật sự là anh hiểu được. Em nghĩ là bản thân Tùng cũng sẽ là một người cảm thấy buồn và nhớ vợ chứ đúng không? Chắc là Tùng cũng sẽ có những lúc cảm thấy tủi thân và cô đơn khi mà mình lấy vợ xong mà mình lại phải xa vợ như thế đúng không em? Dạ. Có khi nào khóc không? Lần đầu em có vào đây thì em cũng có khóc. Đó, thấy thương chưa? Khóc vì điều gì? Khóc vì em nghĩ là nói chung là vì cuộc sống mà mình phải xa cách nhiều thứ mà mình quen thuộc á. Gia đình, bạn bè, người yêu, mình vào một nơi mà mình không có quen, rất là xa lạ. Em cũng thấy tủi thân bản thân mình. Em cũng thấy thương vợ em nữa. Quan trọng nhất là có cái chữ thương ấy em. Tại vì yêu thì đôi khi nó chỉ nồng cháy lúc đầu thôi, nhưng mà cái chữ thương là nó sẽ đi theo mình suốt cả cuộc đời. Thôi bây giờ mình đến cái phần đáng ghét đi anh. Nhưng mà em ơi, cặp này là họ chỉ mới ở gần một tháng. Có một tháng rồi. Đâu có tật xấu gì lòi ra đúng không? Ai bảo anh thế? Chắc chắn có. Có. Chắc chắn đang có rất nhiều. Đấy, thấy chưa? Người ta đang quay yêu xa. Cứ lôi về gần. Đó. Cái vấn đề gì? Vấn đề gì? Đầu tiên là không lãng mạn. Ví dụ như ngày sinh nhật của em á, mẹ em có bảo là thôi ngày sinh nhật của em nếu mà bận thì cũng không phải chúc gì đâu. Thế đến ngày sinh nhật là cũng thôi luôn. Ai bảo em nói thế? Quên luôn. Trời ơi, tự nhiên tôi chạy. Em phải nói là anh mà quên em sẽ giận anh đấy. Tại vì là hồi đó là chồng em diễn tập cũng bận nhỉ. Nên là thôi thì
chồng ở xa với cả là cũng bận nên là thôi em cũng thông cảm. Nhưng mà đến ngày hôm đấy thì không nhận được lời chúc thì em cũng rất là hổ thẫn. Đúng rồi, cái cảm giác cái sự vô tâm nó lặp lại đúng không? Nó có giận không? Có ạ. Giận chứ. Rồi sau đó thì em có bù đắp không? Em cũng có nói để cho vợ vững tin thôi, còn sau thôi. Không có tặng quà bù đắp à? Nếu em bảo là không bù đắp thì cũng không phải. À. Tại vì là mỗi lần mà chồng em về phép thì chồng em sẽ đưa em đi du lịch. Không lãng mạn. Còn thì không? Thật xấu đó. À, cũng hay quạo lắm ạ. Chẳng hạn như là em mới vào, em muốn đi chơi thì em muốn đi uống trà chanh. Đi được nửa đường thì không tìm được cái quán đấy đâu. Thì anh ấy tức, anh bảo là thôi đi về. Xong rồi là đi được nửa đường thì em cứ vùng vằng ấy. Thế là chồng bảo em là thế em lên đèo đi rồi đi tìm quán tiếp. Thế là em có lên đèo nhưng mà em đi về thẳng về nhà luôn. Trời ơi, vợ mới vào còn bỡ ngỡ chưa quen. Mình phải kiên nhẫn chiều vợ một tí chứ. Đúng không? Mình đang thổ địa trong này rồi. Mà mỗi lần mà chị giận anh nhà chị là chị sẽ phải tìm mọi cách để cho anh ấy phải hiểu là chị đang cần cái gì, đang muốn cái gì. Nên chị nghĩ là em cũng không nên nói ngược nhá. Mình cứ nói thẳng ra những gì mình nghĩ. Chứ đừng nói là không sao đâu, là họ sẽ như vậy hoài á. Muốn họ hết vô tâm là mình phải thể hiện rõ cảm xúc của mình là mình không vui khi bạn ấy quen như vậy. Muốn không thiệt thòi thì phải thẳng thắn. Phải thương vợ vì vợ đang ở ngoài kia đang quen, tự nhiên vào đây em là người thân duy nhất của cô ấy ở đây bây giờ. Vợ có mong muốn Tùng thay đổi điều gì không? Em chỉ mong muốn là chồng em là kiên nhẫn với em hơn một chút. Kiên nhẫn với em hơn. Tại vì là đôi khi em hay hờn dỗi á, em mong là anh sẽ dỗ em. Rồi với Tùng thì sao nè? Cô có thật xấu gì không? Ui nhiều thấy lắm hiền. Anh. Ôi trời. Khí thế. Trời hết hồn luôn. Ôi, mới nói. Mình luôn. Ồ, bé nhìn nó hiền quá, chắc không có đâu nghe. Cơ hội đến rồi. Và em hay quên lắm. Hay quên. Ăn quên rửa chén này. Rồi. À, ngủ quên quét nhà này. Ngủ quên dậy luôn. Vợ em ngủ thì đẳng cấp luôn. Em nghĩ là nếu có cuộc thi ngủ chắc vợ em cũng phải vào top 10. Cuộc thi ngủ. Gì nữa không? Mà nhiều khi là cũng ngây thơ lắm. Đi ra Củ Lao Xanh ở Quy Nhơn chơi là cũng không biết bơi, cũng lao ra ôm phảng, lao ra biển như thật. Thế xong là trôi tuyết tịt tịt xuống dưới kia mà làm em phải bơi ngược dòng. Em bơi xuống em kéo lên. Mà bạn có đeo phao gì không? Không đeo phao gì luôn. Nằm lên trên cái phao mà vuông vuông ở biển ấy. Trời ơi, liều dữ vậy trời. Nhưng mà tại vì sao là em bị trôi tít ra xa đấy? Tại vì là chồng em mãi đi ngắm san hô, cứ lặn ở dưới. Còn em thì nằm ở trên cái phản đó cứ kêu gọi chồng ơi. Thế cuối cùng là hai người bạn của chồng em phải bơi ra chỗ em trước. Vậy là lòi ra tật xấu đó là tật xấu của ổng á. Đúng rồi. Trời ơi vô tâm. Sau đó là chồng em bơi ra. Như vợ anh không biết bơi là mỗi một lần anh đi biển nha là anh không bao giờ anh rời xa vợ anh nữa. Ừ. Tại vì anh sợ bà bị hụt chân á. Em biết mà đi ra xa chút xíu là nó rất là dễ bị hụt á. Đúng. Và kéo người không biết bơi đi luôn. Mà ở đây không biết bơi là nước là cái mà ổng còn đi ngắm san hô. Xong để vợ ôm phản lao ra biển như đúng rồi. Ôi. Để tật xấu của vợ mà lôi ra cái tật của mình còn xấu hơn. Rồi gì nữa em? Đi xe số là vợ em không biết đi. Đấy, vừa rồi bọn em cũng đi lên chỗ Hà Giang chơi ấy. Mà cái đường Hà Giang là trên đấy là đồi núi nhiều lắm. Thế vợ em thì đèo thay vợ chồng cũng là một đối thủ nặng ký ấy. Xe số mà leo dốc cứ số 4 chơi số 4. May không cháy nổ xe đấy là vợ em cứ nhật tắt số 4 đi cứ thế lên dốc lao. Tưởng tượng dốc mà đi số 4. Không biết bơi nhưng mà thích lao ra biển. Mà không biết đi xe mà rất là thích leo núi. Mà leo bằng số 4. Số 4. Bé nó tưởng là đường dốc như đường trường. Dạ. Rất là vô tư. Chồng vô tâm gặp vợ vô tư. Vợ em đó. Cũng mê tín lắm. Mê tín. Ví dụ là như là bọn em cũng đi tối đêm đường đồi về. Em đèo đằng trước mà vợ em cứ ngồi Nam Mô A Di Đà Phật cho phù hộ độ trì gì thì em nghe em sốt hết cả ruột ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi. Bà đọc to lắm ạ. Vợ em đọc to lắm. Em sợ. Càng đá run thì càng thêm run nữa. Đã sợ rồi. Hà là êm miệng nói, Hà là nói chuyện vui. Không bằng sao cứ ăn mồi gì là Phật, ăn mồi gì là Phật, mồi gì là Phật. Thưa em giải thích đi, vì sao lại thế? Tại vì ngày xưa là chúng em đi Vũng Tàu á, đi đường thì cát, chồng em đi thì nhanh quá, chỗ quẹo em sợ. Thế xong em mới hét lên bảo là chỗ cát thì thôi anh đi chậm thôi. Từ sau đấy là anh cứ dưới 40 anh đi. Cuối cùng là đi từ Tây Ninh xuống Vũng Tàu và em mất 11 tiếng. Mất 11 tiếng. Ta vừa đi vừa bò ra đường ấy chị. Anh nghe lời vợ đúng không? Dạ. Đấy là ưu điểm ấy. Ưu điểm. Thế thì Tùng bây giờ mong muốn vợ yêu của mình thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn tương lai vợ em thì một là cũng bớt quên đi, hai nữa là cũng chăm chỉ tập thể dục thể thao hơn. Bớt ngủ lại. Bớt quên anh ngủ mà quên không dậy ấy. Quên. Ba nữa là bớt hờn dỗi. Vợ của em á, thật ra là bây giờ vẫn còn rất là trẻ. Đúng. Vẫn còn trong cái giai đoạn chơi đó. Khám phá. Đúng. Đó, lại thêm nữa là phải xa quê vào đây.
còn lạ nước lạ cái dữ lắm, cần phải có sự hỗ trợ. Đúng rồi. Mà ở đây đó lại là chồng mình, Phương vẫn còn có cái gì đó, vẫn còn rất là rụt rè. Đúng rồi. Vẫn còn nhát, chưa có sự tự tin. Thì em chính là cái người mà giúp cho Phương vượt qua những cái điều kiện đó, trở nên là một người vợ sẽ hỗ trợ cho em sau này. Chị nghĩ bây giờ cô ấy đã có những cái hờn dỗi của mình, vì mình ngày xưa mình chưa kịp cầu hôn cô ấy. Thì bây giờ ở đây trước mặt các chiến sĩ ở đây, trước mặt mọi người của chương trình, em có thể quỳ xuống và cầu hôn bù vợ em được không? Phương có muốn điều đó đến với em với Phương không? Dạ có. Rồi, em xin phép chương trình. Tuyệt vời em ơi. Tuyệt vời. Ôi, xúc động quá. Em có đồng ý làm vợ anh không? Em đồng ý. Ôi quá. Ôi, đáng yêu quá. Hy vọng rằng thì tương lai sắp tới em sẽ là người đồng hành với anh. Anh xin hứa sẽ cho em những cái điều thật tuyệt vời và hạnh phúc. Cảm ơn anh đã luôn yêu thương, kiên nhẫn và che chở cho em. Em hứa là trong tương lai thì chúng ta sẽ có gia đình hạnh phúc. Đáng yêu quá. Hai bạn cố gắng nhé, hành trình còn dài lắm đấy. Yeah. Xin cảm ơn hai vợ chồng Tùng và Phương. Chúc cho hai em luôn luôn hạnh phúc như thế này nhá. Tôi là Vũ Nhật Tân. Hiện nay tôi đang công tác tại Hội trường Thống Nhất, Dinh Độc Lập. Và đây là bà xã. Em tên là Lê Thị Hoàng Phụng. Em hiện là nhân viên văn phòng cùng cơ quan với ông xã. Chắc là hai bạn là công tác chung một đơn vị cho nên là quen biết nhau đúng không? Em vào làm ở trong đó trước, sau đó thì vợ em vào và em là người hướng dẫn công việc. Hướng dẫn sao? Lúc đầu em vào cơ quan thì em cũng làm hướng dẫn viên giống như ảnh. Thì sau này em mới làm chuyển lên là nhân viên văn phòng bên bộ phận nhân sự. Khi mà vợ em vào á, nhìn nếu mà so với tuổi thì nó không được phải là trẻ như bây giờ. Xoáy cái tóc á, bồng hơn cả chị Hồng Vân cơ. Đấy, cho nên là rất là ấn tượng, lại cái khuôn mặt vuông to, cái đôi mắt to. Còn em thì em gặp chồng em thì lúc đó em ấn tượng cái điều gì anh? Không có ấn tượng gì. Không có ấn tượng gì hết. Kỳ vậy. Chỗ kỳ vậy. Đó là em được biết là mình được một anh chàng làm trong phòng thì hướng dẫn. Lúc đó thì chỉ có mỗi một mình ảnh là con trai. Mình cũng hồi hộp nghĩ là chắc mình sẽ gặp một người con trai thật là đẹp trai, cao to, phong độ. Mấy hôm sau em mới gặp ảnh. Trời ơi, anh này là anh Tân, là hướng dẫn mình sắp tới đây. Thấy sao mà con trai thì cái đầu thì nó nhỏ. Hai con mắt thì được to mà lồi này. Còn cái miệng thì rộng, mẹo mắt nữa. Nên lúc đầu là mình bị thất vọng. Hồi nãy Tân nói bạn mặt to, mắt to. Thì bây giờ anh này là đầu nhỏ, mắt to, miệng rộng. Không, nhiều khi đó là một cái sự xếp đặt sẵn rồi đó. Rồi khi nào mà hai bạn mới có cảm tình với nhau? Thật sự là cái ấn tượng ban đầu á, nó không có được như mình mong muốn. Đó là mọi người cũng hay chọc á, hay ghép với nhau á. Mà mình nghĩ trời, mình mà cặp với cái ông này chắc nó giống như là chuột da xanh với mèo mặt bự. Khi mà có cảm tình với cô này á, thì Tân tỏ tình với cổ như thế nào? Khi em quan sát thì thấy cái sự thông minh này, sự lanh lẹ này, rất là ưng đồng chí này rồi. Nhưng mà sau đó thì mình mới lên cái kế hoạch để mình gọi là cua đấy. Thì em mới cũng giả vờ là nhà chú ở gần nhà vợ em. Thế mình mới giả vờ là đi cùng về nói chuyện với chuyện. Xong rồi qua vào đường vào nhà chú rồi. Thôi thế thì để anh đưa em về luôn. Mục đích là để xem cô này ở đâu. Hôm sau em mới mua một bó hoa. Vợ em thì rất là thích màu tím, cho nên là cũng lại mua một bó hoa hồng có sắc tím ở trong đó. Đường đột mà mình tặng hoa thì nó rất là kỳ. Nhà vợ em là bán tạp hóa, em mới dừng lại và vào mua một cái bịch tăm xỉa răng và một gói bông máy tai. Tại sao là mua cái đó? Bởi vì là nhớ ra lúc chiều ăn cơm xong là không có tăm xỉa răng. Mua một cái thì nó kỳ quá, thôi mua hai cái, một cái bông máy tai. Xong đó thì mới đặt bó hoa ở đấy, là nói với mẹ của vợ em là có anh nào nhờ gửi tặng hoa cho con gái của bác. Thế rồi em lên xe em đi luôn. Lúc đó là em đang ở trên lầu thì mẹ em mới kêu em xuống. Em xuống em thấy một cái bó bông đẹp lắm, màu tím mà đúng màu mình thích rồi. Mình đang mơ mộng một chút xíu thì cái ảnh nhắn tin, ảnh hỏi là bó bông đẹp không. Rồi khi nào thì hẹn hò với nhau? Hai người là làm cùng cơ quan, sau đó mới hẹn đi uống cà phê. Ấn tượng lắm, bây giờ em cũng không quên được cái buổi đầu tiên uống cà phê. Đó là ảnh nhắn tin hẹn em đi uống cà phê. Mình mới nói trời, hẹn người ta đi uống cà phê lần đầu tiên mà không tới đón người ta. Kêu là anh tới quán cà phê rồi, giờ em tới là lúc đó em đi làm về. Chứ em rẽ vô em thấy ảnh ngồi ngay cái bàn. Gì hả? Cái ngồi cầm một bó hoa. Dạ không, ảnh đang ngồi ảnh cắt móng tay. Trời ơi.
khi bạn chưa tới thì anh gọi cắt bóng tay, nhưng mà chưa gặp được em thì chắc anh ngừng cắt bóng tay liền đúng không? Không, anh cắt suốt buổi luôn. Dạ, chắc cứ làm luôn. Ồ, sao kỳ vậy? Em được cái là tự nhiên. Tự nhiên. Từ xưa đến giờ luôn. Em nhớ là chưa có cắt móng tay. Thế hôm nay nhân thể là có cái cắt móng tay trong cái chùm chìa khóa. Thế là ngồi chờ thì cắt móng tay luôn. Nhưng mà vậy là có bực bội không? Dạ không. Thấy mắc cười. Trong thời gian mà làm việc với nhau bao nhiêu lâu thì mình lấy nhau? Từ lúc quen đến lúc cưới thì khoảng 10 tháng. Nước rút ghê chứ. Không, quan điểm của em á, cưới vợ thì phải cưới liền tay, các cụ dạy rồi. Chớ để lâu ngày lắm thẻ rèm pha. Đấy. Ta mới vào là ta đứng cả chậu luôn. Ủa như vậy lấy nhau xong á, nó có những cái gì mà nó khác so với lúc mà mình đang yêu nhau không? Cũng nhiều cái bất ngờ lắm. Ông xã em á thì ngủ ổng có nhắm mắt. Trời ơi. Ảnh ngủ như Trương Phi vậy đó. Vậy là cái mắt của em nó lồi. Cho nên là chắc là lúc ngủ là nó cũng không chịu. Không nhắm lại được. Nhắm lại cho nên là đầu mình cũng không để ý. Tại vì tối ngủ thì mình tắt đèn mình đâu có biết. Mấy hôm mà em hay đọc sách hay là mở đèn còn làm gì đó thì ảnh mới nói tắt đèn đi để cho người ta ngủ. Nhưng mà tới hồi ảnh nằm ảnh ngủ, ảnh ngáy khò khò rồi á thì mình nhìn qua cái mình giật mình luôn. Ảnh không có nhắm mắt. Thôi kệ, nói chung ngủ không nhắm mắt thì chắc chắn nhà bạn không có trộm. Còn bất ngờ gì nữa? Đồng chí cho em là nấu món ăn bắt rất là ngon. Sau khi cưới xong là em chấm ở cái điểm đó. Chắc có lẽ là chồng em khen em suốt đúng không? Bữa nào mà nấu món bắt thì khen, còn nấu món nam thì không có khen. Cái gì hả? Nhưng mà khen là nói thẳng là có một cái cách khen nào đó nó lạ lùng không? Ảnh thì hay nói ca dao tục ngữ với hay thơ với thành ngữ này kia, ảnh hay đem vô câu chuyện này ảnh nói lắm. Có nghĩa là em vận dụng những cái câu ca dao tục ngữ hoặc những bài thơ để mà khen vợ hoặc là khiển trách vợ hoặc là giận hờn với vợ luôn hả? Dạ, đúng hay rồi. Quá vậy? Đó, vậy hay à? Nói chung là cũng không phải kho tàng, thế nhưng mà em vận dụng vào những cái tình huống đó thì làm cho cái câu chuyện nó trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng nhưng mà nó lại rất là sâu xa. Chuyện là thú vị đó, đâu bạn thí dụ. Thì thường thường đó là bữa nào mà ăn gà luộc á thì ảnh hay gấp cái nguyên cái bộ gan của con gà ảnh ăn. Hôm bữa đó mẹ em mới hỏi ủa sao con gà này cái bộ gan ở đâu mất tiêu rồi. Em mới nói là anh Tân ảnh ăn bộ gan trước rồi. Cái mẹ em mới nói bộ gan á thì nó mềm thì không nhường cho người già ăn. Ta thấy bữa nào cũng dành ăn bộ gan trước. Quan niệm là người Bắc là như này, thương thì cho ăn tiết mà giết thì cho ăn gan. Cho nên là khi ăn thì em ăn cái còng này, cái gan. Vâng, vì là gan là cái nơi mà nó lọc cái chất độc của con gà. Cho nên là con lãnh cái phần độc nhất, độc hại nhất. Con con gấp là mời bố mẹ là ăn ăn tiết là bổ nhất đấy. Vậy hả? Mình giải thích như vậy thì bà rất là mãn nguyện. Mãn nguyện là bởi vì mặc dù là mình không được ăn bộ gan nhưng mà mình cảm thấy rất là vui. Đúng rồi. Bà mới kết luận một câu là này, cái thằng này đã ăn mất bộ gan rồi lại còn đọc thơ. Từ cái câu đó là câu đúc kết từ ông bà mình để lại không à? Cho nên các cụ tin liền đúng không? Còn ví dụ lúc nào mà em giận vợ em quá thì em dùng câu gì? Ảnh thì hay cầu nhau cằn nhằn em cái chuyện là thôi ở nhà giữ con đi, rồi em đi uống cà phê hoặc là em đi chơi với mấy đứa bạn em á. Ảnh cứ không có thích cho em đi là ảnh cứ hay nói. Tức là em là em này rất là thương vợ, rất là yêu vợ. Nhưng mà con đã phân công việc ở nhà rồi, đồng chí phải làm xong. Đừng biết đi đâu thì đi, con cứ để ở nhà anh giữ, không sao cả. Thế cho nên là em bảo là này, có cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng chợ vẫn vui, đến uống cà phê thì vui, nhưng mà không có em chắc là cũng vui. Rồi có một cái trường hợp nào mà em cảm thấy rất là ấn tượng ở chồng mình khi mà chồng mình nói về ca dao tục ngữ, vận dụng thơ ca nữa không? Có, cũng mới hôm rồi đây nè, ở nhà có con bé giúp việc lỡ tay nó mới làm bể cái chén. Mẹ em mới sợ là con em nó thức dậy thì mẹ em mới la phải làm nhẹ tay xuống bếp mà cứ làm ầm ầm thì sao nó ngủ được. Thì một chút xíu nữa mẹ em xuống bếp á, mẹ em làm gì đó thì mẹ em lại làm một cái đùng xong á, lúc đó thì không ai nói gì. Rồi cái thêm chút xíu nữa cái mẹ lại làm một cái soảng soảng. Ba em á, từ ở trên phòng khách á mới đi xuống mới cười, mẹ em mới nói đó đó thấy chưa, mới vừa la người làm á giờ tới lượt mình. Ba em mới chọc mẹ em, lúc đó thì có anh này ở đó. Vừa là bênh mẹ vợ em kèm theo nữa là để cho không có căng thẳng nếu như mẹ em giận bố em chẳng hạn thế. Cho nên là phải tung trưởng ngay trong đó là tung thơ, tưởng rằng chị ngã em nâng, ai ngờ chị ngã em bưng miệng được. Xong lúc đó hai bố mẹ hời không? Anh nghĩ lúc đó chắc chắn là bố mẹ vợ đều cười hết đúng không? Dạ, đúng rồi. Tại vì có thằng rể làm thơ hay quá mà. Dạ thì cũng nhờ đó mà cái không khí trong gia đình nó cũng bớt căng thẳng. À vậy là những phát hiện của tụi em về nhau là toàn phát hiện tích cực ha? Dạ. Đúng không? Có cái gì tiêu cực không? À tiêu cực ạ. Cho đến nay thì chưa thấy. Thực ra nãy giờ vợ chồng tụi em mặc dù đã lấy nhau 4 năm mà cho tới thời điểm này vẫn chưa thấy được cái tật xấu gì của nhau, đó là quá tuyệt vời. Nhưng mà nói chứ trong cuộc sống ai cũng muốn cái gì hơn thế nữa. Về với Tân, Tân muốn vợ mình hơn thế nữa, có muốn không? Hoặc là ngược lại, em có muốn chồng em hơn như vậy nữa không? Để
cái mong muốn đối với vợ em, đó là đồng chí bớt nhõng nhẽo đi, cần phải chín chắn hơn, cần phải người lớn hơn. Chứ bây giờ vẫn còn nhõng nhẽo hay là vẫn còn ngủ nướng này. Ngày xưa khi trước mà yêu á thì em rất là hay tặng hoa. Thì bây giờ cưới xong rồi, ví dụ 8 tháng 3 đồng chí nhắn tin cho em là anh đừng tặng hoa cho em nha, để tiền mua sữa cho con. À, đó là một cái sai lầm của người phụ nữ. Quan niệm của em là thế này, quà hay là hoa thì nó không tự nhiên sinh ra mà nó cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ tay người này sang tay người khác thôi. Cho nên là nếu đồng chí không nhận thì chắc là hoa quà nó sẽ đi sang cho người khác. Không được, không được, không được. Hôm nay là dằn nó, dằn nó nha, nhắc khéo đó. Thực ra cái điều mà muốn của Tân á là quá hay. Đàn ông là trụ cột, còn đàn bà phải giữ vai trò như một cái bếp lửa trong nhà. Còn em thì em còn mong muốn ảnh hơn cái gì nữa không? Có. Thứ nhất đó là dành thêm thời gian để mà tâm sự, chia sẻ với vợ. Tại vì ảnh cũng có cái tật đó là nằm xuống 3 giây là ngủ rồi. Chị em miền Nam em hay nói thẳng, nói thật. Còn ảnh thì hay dùng ca dao, tục ngữ nè, đôi khi là mình không hiểu hết. Thứ nữa là em cũng muốn ảnh là đi ra ngoài, giao tiếp, nhậu nhẹt với bạn bè chút xíu. Nói chung là ăn chơi chút xíu. Trời ơi. Lần đầu tiên mà trong đời mà anh nghe một cái sự mong muốn của người vợ dành cho người chồng hỏa té ghế. Có nghĩa là ông này chắc ông chơi cũng ít mà ăn cũng ít nè. Trời ơi. Chị cảm nhận rằng á, Tân là giống như là một cái kho tàng thơ ca và một người đàn ông rất là sâu sắc và rất là tế nhị nữa. Sau này em sẽ thấy được là với cái cách mà Tân góp ý dùng những cái lời lẽ thơ ca như vậy để Tân nói thì cái đó nó rất là ngọt ngào và mình càng ngày mình càng yêu chồng mình hơn. Chị tin tưởng rằng á, với một cái trụ cột như là Tân đây á, thì cuộc sống của vợ chồng em sẽ viên mãn hạnh phúc đến suốt đời. Yeah. Xin cảm ơn em. Này là phải gọi bằng con cháu rồi. Khoan khoan, chưa xưng tuổi, chưa nói tuổi. Bây giờ nhìn là biết tuổi nhỏ rồi. Tuổi nhỏ rồi, bây giờ này đố ông Mai, ông đoán. Ủa ông quên rồi, ông gì quên rồi. Ông Mụ. Ông Mụ, ông đoán tuổi hai đứa nhỏ này coi nè. Chắc khoảng chừng hai mấy. Khoảng chừng hai mấy luôn. Đúng không? Dạ không ạ. Không chơi đáng khoảng đâu. Thôi giới thiệu đi. Vậy thôi giờ con giới thiệu đi. Dạ. Con tên là Phạm Đức Thành, năm nay con 27 tuổi, tính cả tuổi Mụ. Thì hai mấy đó là 27 đó. Không, vậy là nó nhỏ quá, nó trẻ. Tức là có cái cặp kia là các bạn kia mới 26 thôi, nhưng mà nhìn bạn cứng cỏi giống như 30 vậy đó. Còn con 27 mà nhìn con như 22 á. Đó. Nghĩa là trẻ hơn. Trẻ hơn số tuổi con quá nhiều luôn. Rồi Đức Thành là 27 tuổi. Công việc gì và đang sinh sống ở đâu? Dạ, tại là con đang làm hát nhạc rap. Dạ, và làm kỹ thuật viên phòng thu. Con đang sinh sống ở quận 10. Quận 10 đường nào? Ở đường Nguyễn Giản Thanh. Nguyễn Giản Thanh là gần với nhà chú luôn. Dạ, gần nhà chú. Cô nói thiệt, con hồi xưa là cô không hề biết nhạc rap, cô không nghe được nhạc rap, nhưng mà từ khi cô coi Rap Việt tự nhiên cô rất là thích rap. Dạ. Con có thể rap một bản được không? Con có thể là xuống bia cho cô với lại chú Thuận một vài câu đi. Đó. Vô. Vô bây giờ cái không gì nữa đây biết. Này này. Này này. Nè, nhìn nó nè, đó đó. Tùm. Respect. Đúng rồi, đó đó. Con sẽ rap một đoạn mà con sáng tác trong ngày cưới con luôn nha. Ok, hay luôn. Yo. Con có quyền đứng lên nha, con không cần phải ngồi nha. Thôi con ngồi đi. Quần tây vest xanh anh diện hết ở trên người, mang theo bó hoa kèm theo đó một nụ cười. Hôm nay anh không xòe xòa, tóc tai phải gọn gàng, nói cho mọi người biết là hôm nay anh chọn nàng vì cuộc sống anh vất vả. Không biết được sau này như có em là tất cả, anh chẳng ngại việc hao gầy trao cho em rất nhiều quà. Lời hứa khi về già còn nhiều thứ chưa từng trải thì cứ để khi về nhà. Hôm nay ta vui, đám say trong men cay, thuyền ta đi bao xa nhưng hôm nay đã cập bến. Nhịp nhàng ta hát với hạnh phúc khi con tim ta trao nhau cho đôi môi kia thật nồng cháy. Ôm em trong tay, nói to cho em nghe, tình yêu bao lâu nay anh tìm kiếm, mình cùng nhau bước trong khoảnh khắc yêu thương kia không vơi đi để cho đêm nay hai ta nét gay. Hay quá, hàng ngàn khán giả đang vỗ tay kìa. Dễ thương. Rất hay quá, tự nhiên không khí nó náo nhiệt sớm lên liền chị. Sớm lên liền. Đây là số thứ một, số một trong ngày quay đầu tiên đó. Rồi bây giờ tới con này. Dạ, con tên là Hải Yến, năm nay con 19 tuổi. Tại vì nãy mình đoán hai mấy đó. Bởi nãy tôi nhìn nó là tôi nói phải gọi là con thôi. Mình đoán hai mấy bé nó. Dạ, không tới đâu. Sao nè, 19 tuổi là sao nữa nè? Công việc. Con làm gì nè? Con đang ở nhà. Dạ, nội trợ. Nội trợ thôi? Dạ. Ồ, vậy hả con? Tôi còn tưởng là bé này mà nó hát bolero, cái lặng bài bolero là phấn chấn tinh thần liền. Con biết hát không Yến? Dạ không. Ủa, tụi con cưới nhau được bao lâu rồi?
Dạ được gần một năm ạ. Một năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà các con gặp nhau? Có phải đi coi nhạc rap xong rồi gặp ổng cái đầu là ổng thấy dễ thương quá cái ổng cua con không? Dạ con cua ổng. Nhưng mà con cua như là đi coi ổng hát hay sao? Dạ con đi coi ổng hát. Bữa nay mụ hay quá, mụ hay quá đúng không? Mụ đoán hai lần trúng hai lần làm hay như quá. Là quay trở lại đó. Quay trở không lại à, vợ chồng trước mùa, trước mùa dịch á là chú Thuận đoán 100 câu là trật 105 câu, con không bao giờ trúng một câu nào. Mà sau dịch quay trở lại nãy giờ là bao nhiêu câu là trúng bấy nhiêu câu. Lợi hại quá. Cái năng lượng hên nó bơm vô người. Rồi con nói tiếp nè. Dạ đợt đó là anh á ở Hải Phòng xong rồi làm show ở trong Sài Gòn thì con lại không biết anh này, không biết nhóm anh này luôn. Nhưng mà anh của con thì lại là được nhóm anh này mời làm khách mời nên là đi theo. Thì ủa tại sao anh con lại được làm khách mời của nhóm này? Dạ anh con là vừa là MC vừa là rapper. Dạ. Có phải là Hoàng rapper không? Sao thấy vừa làm MC mà vừa làm rapper thì cái Hoàng rapper nữa. Dạ thì gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm. Dạ nói chung là sau ngày hôm đó là về sau rồi mới nói chuyện. Tầm khoảng một tháng thì comment trêu đùa nhau trên Facebook thôi ạ. Nhưng mà con thì lần đầu tiên con gặp bé thì sao? Thực ra cái hôm đấy là con có đi với cả bạn gái của con. Người yêu cũ. Thì con cũng không để ý lắm. Là cũng không để ý lắm tại xong rồi về sau thì con nhìn lại cái ảnh hôm chụp show ấy thì con mới nhìn ra bạn này, thì lúc đấy con đã chia tay cái bạn kia rồi. Thì con mới kiểu lúc mà làm quen trên Facebook cũng có cái link Facebook xong rồi nhắn tin xong rồi comment đùa trên Facebook, thế từ lúc đấy mới quen nhau. Nhưng mà con nói con cua anh là cua làm sao? Dạ con kiểu comment trên Facebook rồi con kêu là kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Ồ vậy đó hả? Rồi cái vô ảnh nuôi con luôn. Thì lẽ nhiên là ảnh mới nuôi con rồi. Chứ con làm gì. Ủa con có nghĩa là khi mà con nói con gặp ảnh con không ấn tượng gì. Dạ. Vậy thì tại sao con lại chủ động con cua ảnh? Dạ tại nhìn ảnh thấy ghét quá. Nhìn anh chỉ trâu á, nhìn kiểu loi choi quá chị. Con già dữ á, con già trâu dữ á. Lúc đó chắc con 18 tuổi hay sao? Gu của con thích kiểu già dặn chút xíu, kiểu trưởng thành. Mà bữa đó là anh mới về Sài Gòn xong rồi kiểu nhạc hip hop, nhạc rap thì kiểu nhìn loi choi, nhìn kiểu nó hơi kẽ tính một chút xíu á. Xong rồi kiểu anh mà già sao anh làm rap được con? Con tưởng tượng đi chú mà rap kỳ lắm á. Rồi rồi bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có những cái buổi hẹn hò đầu tiên? Không, tức là nhắn tin mà trêu đùa nhau á, bao lâu thì bắt đầu mới có những cái mà nó thuộc loại đi sâu sắc hơn về tình yêu, là bắt đầu thả thính nhau mà về yêu đương á? Có nghĩa là từ lúc mà con đi vào Sài Gòn con làm việc, vào trong quận 10 con làm việc phòng thu rồi thì bắt đầu con mới hẹn Yến sang ngồi nói chuyện. Nhưng lúc đấy con cái ý con muốn là muốn giới thiệu Yến cho em, một đứa em ở phòng thu của con cơ, chứ không phải là con đang tán Yến. Dạ, thì đấy thì thằng em đấy nó mới bảo là để em tán, nhưng mà 7 ngày hoặc 1-2 tuần sau nó không tán được. Xong rồi thôi mày để tao tán cho mày xem. Thế thì lúc đấy thì con mới nói chuyện với Yến kiểu nó thân mật hơn một xíu. Xong rồi có kiểu cũng bảo là người yêu người đương các thứ này, thì lúc đấy chỉ nói vui qua lại thôi. Nhưng mà về sau hai đứa kiểu như là gặp nhau xong rồi đi chơi xem phim xong rồi yêu lúc nào không biết luôn. Con bắt đầu gục ngã ảnh vào lúc nào, cái thời điểm nào con còn nhớ không? Dạ không, tại vì cứ hai đứa cứ kiểu là nói chuyện bình thường vậy đó, xong rồi yêu hay là cưới cũng không có tỏ tình, không ai nói với ai hết luôn, kiểu nhưng như mọi chuyện nó cứ xảy ra. Nhưng mà con biết là ổng là làm mai con cho cái người em không? Dạ biết, bữa đó là con có qua chơi thì con đi xe rap qua, thì sau khi mà qua xong thì con đi về thì anh này không chở con về, mà nhờ em của anh chở về, là con kiểu gì kỳ quá. Này bữa đó về con giận mấy ngày con không nhắn tin luôn. Xong rồi về sau đến bữa 2 tháng 9 thì lại vừa là sinh nhật của ảnh, thì anh mới rủ con đi Cần Giờ chơi. Thì đi Cần Giờ xong về bữa đó là mới kiểu hòa. Dạ là coi như tụi con cứ êm đềm yêu nhau vậy thôi. Nhưng có cái hôm nào mà con tỏ tình không? Ít nhất con cũng phải có một cái câu nói là làm bạn gái anh nghe hay là như thế nào? Con có chứ, nhưng mà bình thường thì con rất là ngại nói chuyện trực tiếp ấy. Mình hay viết lên lời rap nhưng mà khi nói chuyện trực tiếp thì rất là ngại nên là con hay nhắn tin. Cũng có nhắn mà cũng có làm người yêu anh nhé các thứ. Rồi là tiếp về vậy. Rồi không thì hỏi là có nhận lời không? Dạ kiểu con cứ lơ lơ đi. Kiểu con nói sang vấn đề khác á. Tại vì con cũng ngại kiểu trả lời như vậy đó. Nên là kiểu hai đứa cứ vậy. Cái vậy đợt mà đi Cần Giờ đó là mấy đứa đi hai đứa hay là đi mấy đứa? Dạ có đi chung với anh là anh chủ của anh Ngắn. Nghĩa là sau cái chuyến Cần Giờ nó về là con hết giận ảnh. Dạ
Là bắt đầu là thân thiết đúng không? Dạ. Rồi sau đó bao lâu? Nó phải có một cái cột mốc, nó phải có một ngày rồi là chính thức là hai đứa quen nhau, đúng không? Chắc con hay nghĩ là bữa Cần Giờ. Dạ đúng rồi, con nghĩ là cái hôm đi Cần Giờ là cái hôm chính thức để là kiểu con yêu. Cũng lấy cái ngày đó là ngày kỷ niệm yêu luôn, tại đúng vì rồi. Nó cũng không có cục mốc nào hết nên mà con nghĩ bữa là đó cái đi ngày Cần đó Giờ về có nắm tay nắm chân gì không, có cả cả gì không? Có đi ôm ấp cá tứ chứ kiểu... vậy rồi dính rồi, bữa dính rồi. Dính vậy là bữa kỷ niệm tình yêu là đúng rồi, là ngày hôm đó là đúng đi. Rồi cho khỉ ăn rồi cả cả tay chân rồi đúng không? Rồi rồi sau đó là yêu nhau bao lâu, tức là yêu nhau bao lâu thì tụi con quyết định là đám cưới. Con yêu từ tháng 9, từ mùng 3 tháng 9 là ngày sinh nhật con cho đến tháng 2 cưới thì là tầm mấy tháng, 6 tháng. 6 tháng. Sao cưới sớm dữ vậy con? Bác sĩ bảo cưới vậy. À sự cố đúng không? Dạ. Mấy cặp rồi nói chuyện như là coi như 8 cặp mà hết, coi như 6 cặp là bác sĩ bảo cưới. tại vì bé còn nhỏ mà đúng không? Dạ, lúc đó là con vừa đủ tuổi. Thì con vừa đủ tuổi nhưng mà cái dịp nào mà để cho gọi là có cái sự cố đó xảy ra? Dạ chắc là con nghĩ chắc là đi Vũng Tàu chơi. Để lúc yêu nhau được hơn một tháng là có đi Vũng Tàu mấy ngày. Dạ. Đó cũng là đêm đầu tiên luôn của hai đứa. Dạ. Rồi nói với mẹ, có nói với mẹ không, rồi phản ứng mẹ làm sao? Dạ kiểu con còn nhỏ quá nên là kiểu ba mẹ con cũng sốc quá. Kiểu lúc đầu cũng kiểu hoảng hốt lắm. Xong rồi về sau kiểu ngồi lại nói chuyện thì cũng bình tĩnh ạ. Và quyết định là cưới. Lúc đó thì con thì sao? Về gặp ba mẹ của Yến thì sao? Cái lúc mà vợ con bảo là có bầu thì cũng bảo thế có bầu thì cưới thôi chứ giờ không còn cách nào khác cả, thì con mới gọi điện về cho bố mẹ, thì bố mẹ con cũng dễ tính thì cũng bảo ok, bây giờ mày cũng 25-26 tuổi rồi thì cưới đi. Thì con mới bảo Yến là nói với bố mẹ vợ đi, nói bố mẹ đi, nói trước đi để anh đi sang anh nói chuyện với bố. Thì Yến nói xong rồi Yến không dám ở nhà nữa, đi sang phòng thu con ở, xong bắt con đi sang bên đấy con nói chuyện với cả mấy cả rồi, bố của Yến. Quá mà. Dạ. Thì... con đơn thương độc mã một mình con đến con nói chuyện luôn. Con có ông anh nữa, ông anh thì ông anh họ con ở trong làng trong đây thì cũng là lớn tuổi rồi thì con cũng bảo sang anh người lớn anh nói chuyện. Thì con sang con mới xin cưới mấy bố vợ con, thì bố vợ con khóc, bố vợ con rưng nước mắt mà, xong rồi đi ra ngoài sụt sịt ấy, kiểu thương con gái quá, cũng hơi ít tuổi, xong rồi thương quá thì mới khóc, xong rồi ngồi một lúc. Thì em bảo thôi bây giờ thì cũng cho cưới thôi chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà kiểu bố chồng và bố con với cả bố vợ con hai tính giống nhau quá nên là hay cãi nhau. Vậy à? Không thống nhất được một cái ngày cưới hay là thống nhất được cưới như nào ấy. Xong rồi cứ bị qua lại nói qua lại, xong rồi bố vợ con bảo thôi không cưới nữa. Không cho cưới, bố bực đúng không? Dạ. Bực, dạ. Bực không cưới đã, không nói chuyện nữa. Rồi sao để mà... Thì bố con cũng bảo cưới thôi, bố con cũng tắt máy không nói chuyện nữa. Nhưng về sau thì kiểu người lớn thì cũng mình suy nghĩ lại, xong rồi cũng gọi điện cho nói chuyện thì thống nhất là ra ngoài Hải Phòng làm đám cưới. Đấy, thì cái lúc mà con xin cưới như thế. Tại vì là ba mẹ con ở trong này là cưới, người thì nói là cưới trong này, người thì cưới ngoài Bắc. Nên là kiểu nói qua nhau lại cái vấn đề địa điểm cưới á. Nhưng mà cuối cùng thì mình cưới Hải Phòng. Dạ. Rồi con cưới trong này thì về quê mượn nhà của ông để cưới ở ngoài Hà Nội. Dạ. Là tụi con là... Ủa, nhưng mà con gốc Hà Nội hả? Dạ, con người Hà Tây ạ. Thì có cưới trong Sài Gòn không? Dạ không, tại vì lúc mà vợ chồng con cưới xong thì nói chung là vấn đề kinh tế nó cũng khó khăn á. Thì với lại vừa đó là con vừa cưới xong mà dịch nữa. Nên là quyết định là thôi, không có cưới lại. Nhưng mà tại vì quê con Hà Tây hả? Dạ. Vậy thôi là cưới ở ngoài Bắc được rồi, bố mẹ bay ra thôi. Dạ. Đúng rồi. Cô tưởng con người Nam tức là ở miền Tây á thì là mới phải cưới hai nơi chứ còn... Dạ. Rồi nay là được bao lâu rồi cưới nhau? Cưới nhau từ ngày 4 tháng 2 mà đến bây giờ là 2020 hả? Vâng, con nhớ 2020, bây giờ là 1 năm. Dạ. 1 năm tăng. Vậy là em bé được mấy tuổi rồi cơ? Dạ, được hơn 1 tuổi. Hơn 4 tuổi. Dạ. Rồi sau khi cưới như vậy á, có nghĩa là trước khi cưới là hai ông bố đã có một cái sự hiểu lầm, cũng có giận dỗi nhau. Vậy thì sau khi cưới thì có hai bên có gì xích mích hay không? Hoặc là có những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ không. Tức là tụi con cưới xong là vô miền Nam liền luôn hay là ở ngoài Bắc một thời gian? Dạ, sau khi mà cưới xong thì con bị bệnh. Con bị lao phổi. Trời, bị liền luôn ạ. Dạ, bị cưới xong phát là bị luôn. Là thì... cách đó 1-2 tuần nhé. Rồi sao? Thì cái giấy tờ của con cũng bị mất, con đi chơi xong rồi bị mất hết giấy tờ, không bay vào trong Sài Gòn được. Thì ở lại thì hôm sau là đi kiểm tra là bị lao phổi, bị bệnh. Trời.
thì bắt đầu con mới đi con chữa thì vàng bạc bán hết, cưới xong tiền vàng bạc bán hết để đi chữa bệnh. Lúc đấy con cũng không có bảo hiểm nên là rất là đắt. Thì con đi con chữa, đầu tiên là con chưa ra bệnh viện, con đi chữa ở chú là em của bố con, chú con làm đông y chữa. Thì thực ra thì chú chữa cũng giỏi nhưng mà cái bệnh đấy là bệnh trong, không thể chữa kiểu đấy được. Nội. Thì chú chữa lại bị nặng hơn một xíu. Dạ. Bị nó cái dịch ở trong phổi con nó bị co lại, người ta hút nó khó. Thì lúc con đi chữa thì con bị kiểu con đi ra cái bệnh viện lao phổi ấy thì người ta chữa rất là khó, người ta hút, người ta đâm kim hàng ngày, đâm kim liên tục. Cứ đâm mấy lần vào để hút dịch ra. Bình thường người ta chỉ hút 3 lần là hết, 5 lần là hết, con hút cả mười mấy 20 lần mới hết. Trời. Đấy thì xong 2 tháng thì cũng hết sạch tiền rồi. Không còn tiền, không còn gì thì nhưng mà ở trong đây vẫn còn công việc thì con mê cố, kiểu lúc đấy mới nghĩ là bây giờ nghề của mình hát rap mà bây giờ phổi của mình bị như thế cũng bị suy một thời gian nhưng mà con vẫn cố để vào trong đây con làm tiếp. Thì vào trong đây thì phát triển cũng gọi là tạm ổn rồi thì từ lúc đấy là con cũng khỏe. Nhưng mà bây giờ cái phổi của con là đã ngon lành hết chưa? À, phổi con bây giờ khỏe lại rồi. Con phải trị tận gốc nha, cái phổi này là phải trị tận gốc luôn. Vậy là cái giai đoạn khó khăn nó chắc là vàng vòng tiền bạc rồi chắc là con bán hết luôn đúng không? Như vậy là cái lúc đó là tụi con cực kỳ khó khăn luôn á. Chồng thì bị như vậy, vợ thì lại đang mang bầu. Có bầu đúng không? Lúc đó cái cảm xúc của con sao con? Con có tuyệt vọng không? Con không tuyệt vọng nhưng mà kiểu con lo quá. Mấy ngày con không ngủ được đêm á, rồi ở trong viện á thì hút cái dịch ra rồi còn phải chờ kết quả mà. Người ta nói là cái dịch này còn chưa biết là bị bệnh gì, thì có người thì bị u, có người thì bị ung thư, hơn nếu mà hơn lắm là bị lao. Thì kiểu mọi người cứ nói là nó còn trẻ như này chắc chỉ bị lao thôi nhưng mà kiểu nhiều người ở trong đó bị ung thư quá nên là con sợ lắm. Nói chung là không ngủ được, xong rồi về sau đến hôm mà có kết quả thì kiểu mọi chuyện nó ổn hơn chút xíu. Lúc đó là bầu mấy tháng con? Dạ lúc đó con mới bầu hơn 2 tháng. Trời ơi mà nó còn quá nhỏ. Không nhưng mà cái tuổi nó ngộ lắm em. Cái tuổi là cái bầu nó lại rất là 3 tháng. Nó không có vấn đề gì luôn, nó rất là khỏe luôn đúng không? Lúc đó bé nó còn nhỏ quá. Rồi mình lại bệnh như vậy. Thì khi mà em phát hiện bệnh như vậy thì Yến mỗi lần như vậy thì có động viên em hay là lúc đó em thấy Yến như thế nào? Thấy vợ mình là sao? Lúc đấy thường thường thì bị bệnh như con thì người ta không cho về. Con toàn nói dối bác sĩ thôi. Là kiểu con đi về chữa bệnh ở nhà nữa. Thì buổi tối con mới bảo bác sĩ là cho con ra ngoài con ăn. Nhưng mà con ra ngoài là con đi về. Con không ăn, con đi về nhà để động viên Yến. Tại vì con biết mới lấy xong mà. Thì ở nhà vợ cũng buồn. Thì con cứ chữa bệnh cả ngày ở đấy. Xong rồi tối con lại đi ra con nói dối bác sĩ và con đi về con ăn. Xong rồi về nhà ngủ đến sáng hôm sau dậy sớm, 5 giờ dậy là phải lên bệnh viện. Thì con cứ như thế trong vòng hơn 1 tháng. Thì về nhà vợ chồng nói chuyện thủ thỉ thì cũng không sao cả. Thì con cũng quyết tâm thôi, quyết tâm là bây giờ mình ốm thì mình phải càng ngày càng ăn uống đầy đủ các thứ vào để cho tăng sức đề kháng lên. Thì con thanh niên mà cũng hồi phục nhanh nên là cũng không sao cả, cũng trải qua được cái đấy. Lúc đó con sợ gì? Trời, con chỉ sợ ảnh nó bị ung thư. Nhưng mà cho đến khi mà có kết quả thì ok đúng không? Là mình nhẹ nhàng đi. Dạ. Rồi sau đó thì con bao nhiêu lâu thì con vô Sài Gòn? Sau cái lúc mà con xuất viện xong á? Xuất viện một cái là con vào luôn. Dạ. Trời, vậy là ở ngoài đó cỡ chừng khoảng có chưa tới 2 tháng hả? 2 tháng, ở ngoài 2 tháng. Chữa 2 tháng, đúng không? Vô xong đâu, Sài Gòn. Đâu, đám cưới xong là 2 tuần sau mới phát hiện bệnh. Dạ. Như vậy là chữa là vỏn vẹn 1 tháng mấy. Thì đó là bạn nói 2 tháng là coi như vô Sài Gòn luôn. Đến khi là con quay vô Sài Gòn là coi như là hai vợ chồng chắc cũng đâu có tiền bạc. Trắng tay đúng không? Dạ. Làm gì còn đồng nào? Rồi ai, bên nào là đơn vị hỗ trợ cho hai vợ chồng con? Thực ra con có một ông anh ở trong Sài Gòn cũng làm phòng thu. Thì con vào con làm cùng với anh ấy. Thì anh ấy hỗ trợ. Anh hỗ trợ con lúc mà hai vợ chồng vào không có tiền là anh ấy hỗ trợ hết. Xong bố mẹ vợ hỗ trợ làm trả dần. Bố mẹ con thì cũng kiểu cho đồ, ví dụ như những cái vật dụng trong nhà này, rồi lương thực. Nhưng mà kiểu bố mẹ con vẫn còn em nhỏ nên là vợ chồng con cũng không muốn nhờ. Rồi bây giờ hai vợ chồng đã có nhà riêng chưa? Hay là tụi con chưa vẫn thuê? Dạ. Con vẫn đang bình thuê. Thường. Dạ. Chuyện thuê nhà là bình thường. Tụi con còn quá nhỏ mà. Dạ. Cái đường tương lai nó còn rộng mở ở phía trước mà. Chúng là 20 mấy năm kiếp nhà thuê nè. Mới có nhà đây thôi đó. Chuyện rất là bình thường. Cố gắng phấn đấu lên. Nhưng vấn đề là bây giờ là con ở nhà nuôi con. Là có ai phụ con trong em bé không? Dạ không ạ. Dạ tụi con lo.
Con có ở gần bố mẹ không? Ủa rồi giờ em bé đang ở đâu? Dạ con gửi mẹ con. Dạ. Mẹ đang trong hả? Mẹ con thì cũng đi làm suốt ngày á, nên là lúc mà con sinh trong cử thì có mẹ chồng con vào chăm. Nhưng mà chăm được một tháng thì mẹ con lại đi về tại vì còn công việc buôn bán. Dạ thì mẹ con ở trong này thì lâu lâu mẹ con đáo qua đáo lại. Hai vợ chồng có thường xuyên về ăn cơm ké ở nhà bố mẹ vợ không? Không, tại vì con bận quá, con bận làm quá. Dịch vậy quá bận gì? Trời dịch quá đâu có thu thiết vậy đâu mà bận. Dịch cũng không đi được nữa. Không mà vậy là bé này cũng giỏi nè. Dạ. Nó nhỏ mà nó quán xuyến mà dạ. Vừa chăm con vừa ấy là giỏi ghê luôn á. Như vậy phải con thương vợ nha. Con lười lắm. Thôi, bây giờ sẵn. Hết thôi sẵn rồi bây giờ chúng ta vô luôn cái phần cái tật xấu đi chị à. Đó. Để cho cái không khí mình nó xâm tụ lên lại nha. Hồi nãy nó trùng xuống quá, nó tra màu quá nha. Ủa vậy là vợ con vừa mới nói là con chăm hết, con lo hết kìa, đúng không? Thì con về con chỉ nấu cơm, nấu nước, nấu cháo, rửa bát, thế thôi. Lau nhà, giặt đồ, chăm tiền. Con, đó. Kiếm tiền, coi như đã làm có nhiêu đó à? Liệu nhiêu đó? Không, cái đó là tính tốt. Còn bây giờ là phần này là phần cuối tật xấu. Đó, thôi bây giờ này cho con trước đó. Vợ con có tật xấu gì không? Vợ con nhiều tật xấu lắm. Cái thứ nhất là lười, cái đấy là con không thích nhất. Còn tất cả các loại tật xấu khác thì con có thể bỏ qua được. Cái lười con hay cầu nhau lắm. Thì cái lười ví dụ kiểu lười là con đi về con chưa đến, con làm đến trưa con mới về. Hoặc là nhiều khi làm đêm thì ngủ trưa mới dậy. Thì trưa con nấu cơm, nhưng con gọi không dậy. Thế con gọi nhiều quá thì quay ra cáu, bảo để em ngủ. Lười không thèm ăn cơm luôn. Con thì hay sống theo giờ của bố mẹ mà. Thì con cũng ngủ theo ý luôn. Con của con không dậy luôn, ngủ nướng tới trưa luôn hả? Ngủ cả trưa luôn, cũng không dậy luôn. Thì đấy là cái tính lười ấy. Con kiểu trẻ con thì con cũng không chấp mấy cái đấy, nhưng mà hai con hay cầu nhau. Tính con thì cầu nhau, vợ con thì hay cáu bẩn. Đấy. Cáu bẩn á, cáu bẩn á. Rồi lười nè, còn gì nữa không con? Mà chơi game. Phải chơi game mà. Nít nó phải chơi game thôi. nhiều khi trông con cũng bị stress quá thì chơi game cũng được. Là tại vì chơi game kiểu mình nhập vai của game ấy thì kiểu cảm đỡ cảm giác stress hơn thì cũng được. Còn cái gì tự dưng nó quên lên quên hết rồi. Không còn cái gì xấu hết. Bé tốt. Có gì đâu. Xong là coi như có là... ghen không? Vợ có ghen tuông đó không? Vợ con chúa ghen luôn. Chị Vân nhắc đó. Vợ con chúa ghen luôn. Sao không? Con hoạt động nghệ thuật thì cũng kiểu có một xíu fan thì có cả fan nữ, fan nam. Thì các cái bạn mà con hay vào con comment ấy là vợ con xóa hết. Wow. Mà vợ con đặt cái theo dõi có nghĩa là con comment vào nick của ai thì hiện hết lên nick của vợ con. Tin nhắn thì vợ con nắm được cả mật khẩu Facebook các thứ rồi. Con chỉ chơi mỗi Messenger và Facebook, không chơi một cái mạng xã hội nào khác cả. Thì vợ con nắm cái nick ấy rồi thì con cứ nhắn cho ai là biết hết. Xong rồi ví dụ like, comment ai hay là nếu mà các bạn xinh ấy vào xóa luôn. Đấy là ghen. Con đi diễn ở đâu, bất kỳ một nơi nào ở cái Việt Nam này, Hà Nội, Cần Thơ, tất cả mọi thứ Vĩnh Hy đều phải lôi vợ con đi hết. Không được ở nhà. Mà cô chú cũng biết là bây giờ đi mà mang theo vợ con, cái thứ nhất là kinh tế. Kinh tế nó sẽ bị đôn lên. Cái tiền sâu của mình sẽ không còn được nhiều nữa. Cái thứ hai là khi mà mang cả vợ con đi thì phải chăm cả vợ con nữa, phải chia đôi cái phần trăm công lực của mình ra, không tập trung vào show được. Thì cái hiệu quả của cái show đấy nó sẽ bị giảm đi một phần. Đấy thì hai cái đấy là cái ghen ấy, cái ghen là sợ con đi show xong rồi quen bạn này bạn kia, vợ ở nhà. Đi đâu cũng phải lôi theo, không chịu. Nếu mà không cho đi thì thôi anh đừng đi show nữa. Đấy. Rồi sao chi tiêu trong nhà, tài khoản ai là người nắm giữ? Tài khoản vợ con giữ hết. Coi như là trong có nhiêu tiền là biết hết đúng không? Tại bây giờ đi làm là toàn là chuyển khoản thôi. Dùng một cái, đúng rồi, dùng một cái tài khoản đó, duy nhất một cái tài khoản. Vợ con dùng, nhiều khi khách hàng hỏi con tài khoản đâu, con còn chả có. Thì vợ con dùng hết. Bao nhiêu tiền chuyển hết là tài khoản đấy. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Có nhõng nhẽo không? Cái này tốt mà. Tật xấu cũng hay nhõng nhẽo nhưng mà đấy thực ra cũng không phải đáng tật xấu lắm. Đáng yêu, đáng yêu mà, nhõng nhẽo. Mỗi lần mà gây nhau thì như thế nào? Gây nhau vợ con gớm lắm. Ghê gớm lắm. Nhìn thấy nhẹ nhàng thấy cái lúc mà bực mình mà cáu lên là không để ý một cái gì luôn á.
có thể hủy hoại tất cả luôn. Là... hủy hoại tất cả mọi thứ luôn. Tất cả mọi thứ luôn. Sao nghe con kể mà chú thấy thương con quá vậy con? Thì sau cùng con vẫn phải xin lỗi thôi tất cả mọi thứ. Tại già quá. Rồi giờ tới con đó. Ừ đó. Con chắc không có gì kể với anh luôn. Chắc kể tốt không quá. Anh hoàn hảo đúng không? Dạ. Tại vì anh làm nhiều thứ cho con lắm chứ. Mẹ con hay nói là chứ giờ mà may quá có ngờ anh chịu được con chứ chắc mà không ai chịu được con luôn. Ừ. Tại vì con vừa mới đi học xong thì ở nhà với ba mẹ thì không phải làm gì hết, chỉ có rửa chén rồi quét nhà này kia thôi. Thì về nhà chồng ai cũng kêu là trời, không biết là nó có lo được cho con nó không, hay là có lo được cho chồng con nó không. Nên là kiểu gặp được anh đó là cưới anh đó, con cảm thấy kiểu hạnh phúc. Dạ. Nhưng mà rồi, chú không tin rằng là ổng không có cái tật xấu gì. Con xin cái thì hay đi comment hình gái thôi chứ không có gì hết. Rồi công việc của chồng á, là chồng có suốt ngày ở trong phòng thu suốt ngày rồi nhiều khi có khi nào bỏ bê vợ không? Ngày 24 tiếng thì anh ấy ngủ hết tầm 8 tiếng, còn lại là ở phòng thu hết, chắc ở nhà tầm 1-2 tiếng. Dạ, 1-2 tiếng đó là dọn dẹp nhà cửa hoặc là nấu cơm. Thì chồng nãy chồng có tự thú đó, tính chồng thì là hơi cầu nhau, còn đây là cáu bẳn nè, đúng không? Nhưng mà 2 tiếng là hai mẹ con ở trong nhà mình nên vậy đó. Dạ, con thì ở trong nhà. Rồi tối thì sao? Dạ, tối thì con cứ ngủ trước. Rồi cửa thì để đó, anh nó về nó tự mở. Dạ, ở ngoài phòng thu có camera nên là không có sợ. Có nghĩa là mở mắt ra thấy ổng đang ngủ trên bàn mix. Yên tâm, coi như là không có. Con chắc con phải đầu tư một cái hình mà giống như là về sáp á. Con đầu tư đi, xong con dụ gắn camera đằng sau lưng gắn tới á. Mà có khi nào làm phòng thu mà không về nhà đúng không? À, dạ có, nhiều khi là khuya quá đúng không? Dạ khuya quá, với lại là có nhiều khi là khách hàng cần bài gấp á. Dạ, là phải trả trong đêm luôn. Tối người ta thu á là đêm phải trả cho người ta, là có khi làm đến sáng. Rồi chồng, giờ con muốn vợ con thay đổi điều gì? Con chỉ muốn vợ con thay đổi đỡ lười đi một xíu là được. Kiểu đỡ lười như kiểu vừa con bảo ấy, là chồng dậy gọi ăn cơm thì dậy luôn đi. Đó. Bảo cái gì thì kiểu làm luôn đi. Thực ra nó cũng chả đáng là cái gì đâu, nhưng mà để nói nhiều quá nó bị bực. Trời ơi, thực ra con biết không, bây giờ cái chuyện của tụi con á, mình tưởng vậy á nhưng mà nó phức tạp lắm á nha. Con biết lý do tại sao không? Tại vì vậy nè, ở cái tuổi này của chồng con là 27 tuổi đúng không? Dạ. Thực ra so với con thì anh lớn hơn con, nhưng mà so với cái mặt bằng chung của những người thanh niên, những người đàn ông thì tuổi này vẫn còn rất là trẻ. Dạ. Mà cái người đàn ông người ta bắt đầu chín chắn là khi người ta từ 30 tới 40, là trong 10 năm đó là bắt đầu người ta chín chắn. À, từ sự nghiệp cho tới tính cách cho tới tất cả mọi thứ. Đúng không? Rồi. Còn vợ của con thì lại là quá nhỏ. Tức là vợ của con cái tuổi nhỏ mà bây giờ nó phải cán đáng những cái chuyện như là một người vợ, một người mẹ mà chưa có một cái kinh nghiệm gì luôn. Đó, thành ra là trong khi đó tụi con lại sống nghĩa là hai đứa tự thân lập thân hết, không có ai giúp đỡ, không có gì cả. Tự tụi con hết trơn á. Thành ra là ví dụ như những cặp bạn trẻ khác á, thì người ta chỉ cần bỏ ra hai cái phần công lực của người ta thôi, nhưng tụi con phải bỏ 4-5 phần, tức phải gấp đôi gấp ba người ta thì tụi con mới có thể là giống như là đảm bảo tất cả mọi thứ được. Thành ra theo cô á, là như vậy, có nghĩa là chuyện nó đã lỡ hết rồi. Cái tuổi của con là tuổi ăn tuổi lớn, tuổi được hưởng thụ, tuổi để được đi chơi ha. Nhưng bây giờ vì đứa con của mình nha, con tạm hy sinh khoảng cho con khoảng chừng 5-6 tuổi á, con của con á 5-6 tuổi thì bắt đầu lúc đó con bù lại, chồng sẽ bù lại cho vợ những cái tháng ngày mà có nghĩa là mình không được hưởng thụ cái tuổi trẻ, tuổi con nít của con đó, con nghe không? Đó thì con nghe lời chồng đi, có nghĩa bây giờ con phải tập. Tại vì bắt buộc bây giờ con không thể chối cãi được, con là mẹ rồi, là vợ rồi. Thì con phải học cách quán xuyến gia đình nè, học cách làm sao để gọn gàng, tinh tươm, sạch sẽ gia đình ha, rồi giúp cho chồng về công việc nhà. Con biết lý do tại sao chồng con đã bị phổi á, thì cái vết đó nó rất dễ bị tái lại. Nếu mà bị quá sức là sẽ bị lao lực á. Dạ. Làm việc quá sức là rất dễ bị. Thành ra bây giờ con phải cố gắng con hỗ trợ chồng con. Con hy sinh cho đến khi con của con 5 tuổi hoặc 6 tuổi đi. Đúng không? Dạ. Lúc đó mình hưởng thụ lại. Thì trong thời gian đó chồng của con sẽ tạo dựng sự nghiệp,
yên tâm để mà tạo dựng sự nghiệp, có bao nhiêu sức lực dồn vô cái sự nghiệp. Thì 5-6 năm nữa, 2-3 năm nữa chứ, thì lúc đó tụi con bắt đầu dư giả về kinh tế. Lúc đó là bù lại hết. Con có hiểu ý cô không? Dạ. Phải cố gắng, chứ mình không thể nào mà mình dựa vào ai được, đúng không? Đúng rồi. Chồng con nó làm hết là có một lúc nào đó nó sẽ bị lao lực. Đúng rồi. Đó, cho nên cố gắng. Đó, thành ra là cô nghĩ là vợ con sẽ... Con cố gắng đi, con cố gắng đi, con bắt đầu thay đổi từ bây giờ đi. Con hiểu không? Dạ. Nhưng mà con phải hứa với vợ là sau này con sẽ bù đắp lại cho vợ con, chứ để tội nghiệp lắm. Đúng mới rồi. Nứt mắt ra một cái là vừa lãnh hai cái trách nhiệm quá lớn, vừa làm mẹ vừa làm vợ. Đúng không nè? Dạ. Ha. Cố gắng đi, chứ còn sau này là không mất công là gây lộn rồi. Kiểu mà tại vì tụi con còn cái đường tụi con còn dài lắm. Con hiểu không? Chồng con cũng vậy. Chứ 27 đâu có phải là lớn đâu con. Dạ. Con hiểu không? Còn mình giữ là giữ cái phần hồn, chứ mình không cần phải giữ cái phần xác. Nhưng ví dụ như trong cái trường hợp cô nói nghe, nếu mà con đi diễn xa thì cái việc mà con đem vợ con theo cũng là được. Tại vì nó không thể nào nó không thể nào mà yên tâm được khi mà có người chồng hát hay nè, giỏi nè, duyên dáng như vậy mà không kiểm soát được. Nhưng nếu con đi theo chồng thì con phải đảm bảo đừng có làm phiền chồng con, không được chia sẻ sức lực của chồng con. Vì nó rapper, nó cần phải có hơi, nó cần phải có sức thì nó mới có giọng được, đúng không? Dạ. Thì con lo chu toàn hết về phần hai mẹ con. Đó, thì như vậy chồng con cũng vui mà con cũng yên tâm, đúng không? Dạ. Ok. Rồi. Đồng ý không? Đồng ý không? Dạ. Nhân cái dịp này thì không biết là con có một cái điều gì đó để mà nói với chồng con hay không? Con có thể bày tỏ với chồng con hoặc có một cái điều gì đó để mà... Với chồng đi. Chồng con thật ra là cũng vừa cưới xong lại trải qua một cái cơn bệnh như vậy. Và bây giờ đang phục hồi và thậm chí là vừa phục hồi về sức khỏe, vừa phục hồi về tinh thần. Vậy con... Đó. Bây giờ con cần hứa với chồng là con sẽ là một người phụ nữ trưởng thành. Đó. Chồng con rất cần có một cái sự tiếp sức ở con. Đó. Cho chồng con yên tâm kìa nè. Sao hứa trên sóng truyền hình không mấy được đâu. Lời nói bày tỏ tình cảm, một lời hứa tùy con. Chắc là từ hôm nay về thì em sẽ thay đổi vì anh chồng thì con nhiều hơn. Đúng rồi. Nhìn hai đứa đứng lên nói chuyện này, đứng... cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi chồng đứng lên, có gì nói với vợ nói nha. Nắm tay chồng nói đi con. Đứng lên Anh đứng con mà làm sao cho chồng con nó rớt giọt nước mắt là con siêu á. Nó thiệt đó. Thực ra con kiểu hay thô lắm, không kiểu thể hiện tình cảm nha. Cật thật là cật nói nhà. Nói đi. Thật là cật nha. Cái gì? Sao? Nói đi con nói đi. Như là cảm ơn anh để chịu đựng mình luôn chiều em. Từ hôm nay em sẽ cố gắng thay đổi vì anh, vì con, vì gia đình của chúng ta sau này. Ok, mãi yêu vậy. Đó, trời ơi, quá tuyệt vời. Cái ôm rất là hạnh phúc.